Thưa quý vị, tình trạng mô tô, xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao thông diễn ra khá phổ biến, gây nguy hiểm và bức xúc cho người đi đường. Tại nút giao thông quốc lộ 14 và đường Trường Chinh, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, trong khi hàng ngàn người vượt đèn đỏ, thì chỉ có rất ít người dừng lại, tuân thủ đèn tín hiệu. Vậy nguyên nhân của hành động này là ý thức kém hay không hiểu luật? Hệ thống đèn đỏ ngày xưa là nó có để cái đèn là đi thẳng đó, nhưng mà từ lâu rồi là nó tắt rồi, nó không có cho đi thẳng nữa, nên là mình thấy cảm thấy là cứ dừng lại thôi. Đèn đỏ thì mình dừng lại, tại vì có đèn báo hiệu đi thẳng thì mình đi thẳng thôi, còn ai chạy thì cứ chạy. Còn mình thì cứ chấp hành luật giao thông thì mình cứ dừng lại, vậy qua đèn xanh rồi thì mình đi thôi. Khu vực này về chiều là lưu lượng xe giao thông rất là đông, và cái việc mà sinh ra cái đèn đỏ này là nhằm điều tiết giao thông cho nó một cách khoa học để điều tiết hướng đi di chuyển để đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn. Nên tôi là một người dân thì tôi nhận thức pháp luật, thì tôi thấy đèn đỏ thì tôi dừng lại để đảm bảo an toàn cho cái chiều đi phía bên kia, người ta rẽ sang để người ta đi di chuyển thôi. Những người như anh Hậu và anh Việt Anh tuân thủ đèn tín hiệu đúng pháp luật thì lại trở thành thiểu số trong hàng ngàn người không chấp hành. Trong khi tại nút giao thông này, tai nạn vẫn xảy ra và người dân vẫn bức xúc. Cái tuyến này là cái tuyến trước mặt từ quốc lộ 14, thì ở đây là các bạn đi là không có chấp hành luật lệ giao thông, cứ thấy đèn đỏ là vẫn cứ chạy bình thường, nên là cái xảy ra tình trạng tai nạn giao thông ở đây là thường xuyên xảy ra. Dân mình là thiếu cái ý thức để vượt đèn xanh đèn đỏ, vì cái này đã quy định như thế nhưng mà là họ vẫn cứ cố tình vượt qua để là vẫn lại gặp phải cái sự cố tai nạn về rất là nhiều. Theo quy định của luật giao thông đường bộ thì khi có tín hiệu đèn đỏ, các phương tiện đều phải dừng lại, trừ trường hợp có bảng chỉ dẫn khác hoặc sự điều tiết của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, phần lớn người dân hành động theo hiệu ứng đám đông nhưng sai pháp luật. Thực trạng này cần được tuần tra kiểm soát thường xuyên và xử lý vi phạm để răn đe.